Xin chào, mình là Linh, đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình. Mình đến đây để giúp đỡ, giảm thiểu gánh nặng cho các phụ huynh và cũng như là hướng dẫn phát triển tư duy cho các bé. Muốn biết rõ mình là ai, xin mời bấm ở dưới phần mô tả dưới đây. Hi, chào các bạn, lại là mình đây và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó là bài số 2, đó là phương pháp tính phép trừ. Với bài của học trước đó là phép cộng thì chúng ta đã biết đến một phương pháp đó là phá hủy con số. Và hôm nay chúng ta sẽ học theo thứ tự bằng cách trừ là phá hủy con số này, rồi phá hủy con số kết hợp với cả trừ ngược này, và phá hủy con số cộng với cả việc là tính nhớ này. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài đầu tiên, đó chính là 65 trừ đi 33. Các bạn phá hủy con số như sau: 60 cộng với 5 trừ 30 trừ đi 3. Chúng ta sẽ trừ theo thứ tự hàng chục rồi đến hàng đơn đơn vị. 60 trừ đi 30 còn 30, 5 trừ đi 3 là còn 2. Vậy còn 30 cộng với 2, chúng ta sẽ ra kết quả đó chính là 32. Tiếp theo đó là một ví dụ số 2. Lần này các bạn phải kết hợp đó là phá hủy con số và kết hợp với trừ ngược. Ví dụ như sau: 75 trừ đi 38, chúng ta sẽ phá hủy ra là 70 cộng với 5 trừ đi 30 và trừ đi 8. Chúng ta sẽ trừ theo thứ tự lần lượt hàng chục rồi đến hàng đơn đơn vị. 70 trừ đi 30 sẽ còn 40. 5 trừ 8 rất là khó đúng không các bạn? Đặc biệt là các bạn bé, chúng ta sẽ trừ ngược đi ạ. Đến 8 trừ 5 còn với cả 3. 40 đặt con số 3 vào, bởi vì là trừ ngược thì chúng ta phải đặt số trừ. 40 trừ đi 3 sẽ còn là gì ạ? 37. Và bây giờ là thời gian để cho các bạn luyện tập. Với bài luyện tập này chúng ta sẽ khó hơn, đó chính là số có 3 chữ số trừ đi số có 2 chữ số. Và ví dụ như sau, đó chính là 148 trừ đi 56. Các bạn sẽ có 20 giây để tự làm trước khi mà mình hướng dẫn lời giải và đáp án. A few moments later. Tiếp theo là lời giải và đáp án của mình như sau. Mình sẽ phá hủy con số 148 sẽ trở thành 100 cộng với cả 40 cộng với 8 trừ đi 50 trừ đi 6. Chúng ta lấy 100 trừ đi 50 còn 5, 50 cộng với cả 40. 8 trừ đi 6 sẽ bằng 2. Vậy thì chúng ta sẽ còn là 50 cộng 40 là 90, trừ đi 2 sẽ là gì ạ? 88. Và cuối cùng sẽ là bài, đó chính là 3 chữ số trừ đi 3 chữ số, là 456 trừ đi 279. Các bạn nhớ bấm dừng màn hình và thử làm xem ra kết quả là như thế nào. Và kết quả của bài này đó chính là 177. Các bạn thử làm xem có đúng như kết quả của mình đưa ra không nhé. Với phương pháp thứ 3 là phương pháp tính nhớ. Với tính nhớ này các bạn sẽ phải là gì ạ? Đặt các số thẳng hàng. Số hàng trăm đặt thẳng hàng cho số hàng trăm. Số hàng chục đặt hàng thẳng hàng cho số hàng chục. Số hàng đơn vị đặt thẳng hàng cho số hàng đơn vị. Và với bài vừa rồi là 456 trừ đi 279, chúng ta sẽ thử làm phương pháp tính nhớ như sau. 456 trừ đi 279, 6 trừ không thể trừ góc 9 được, chúng ta phải nhớ 1. Chúng ta lấy 1 ở số 5 và đặt số 4 lên trước số 5. 16 trừ đi 9 sẽ bằng 7. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy là gì ạ? 4 trừ đi 7, bởi vì 4 không thể trừ đi 7 được, chúng ta phải lấy 1 từ số hàng hàng trăm. Cho nên là gì? Chúng ta sẽ đặt số 3 lên trước số 4 và lấy 14 trừ đi 7 vẫn là có 7. Ở số hàng trăm chúng ta chỉ còn số 3 thôi ạ. 3 trừ đi 2 sẽ bằng 1. Vậy kết quả ở đây sẽ là 177. Đây là phương pháp cực kỳ quen thuộc khi các bạn bé học ở cấp 1 ở tiểu học, và các cô giáo thường thường sẽ dạy phương pháp và tính nhớ. Và bài ngày học ngày hôm nay đó là chính là tính nhớ dành cho phép trừ đã kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi học tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn lần sau.